Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Hải Triều nha anh em. Thì ngày hôm nay công ty ô tô Phú Cường Hải Triều vừa về một con xe tải trong phân khúc 3,5 tấn anh em ạ. Thì trên thị trường hiện tại bây giờ á, cái dòng xe chính hãng mà 3,5 tấn thì bây giờ có mỗi Hyundai là có hàng nha anh em. Còn anh em nào đang muốn mua Isuzu á thì anh em phải đợi ít nhất là phải cuối tháng 7 khoảng đầu tháng 8 mới có xe nha anh em. Đó, anh em nào mà đang làm thì rất là lâu nên hôm nay Triều muốn thứ nhất là muốn quay video và giới thiệu cho anh em về cái con xe tải Hyundai trong phân khúc 3,5 tấn đó, với chiều dài thùng là 4m4 cho anh em, để anh em nào mà đang muốn mua xe thì anh em liên hệ cho Hải Triều để Hải Triều sẽ báo giá lăn bánh chính xác nhất về cái tỉnh của anh em. Thì chúc mừng anh em này con Hyundai với số loại là 75S anh em. Đó, con này thì với dung tích máy là 390, chiều dài thùng là 4m40 nha anh em. Đó, chiều ngang là 2m050 và chiều cao là 1m840. Thì những cái dòng xe tải Hyundai á thì nó bị gọi là bất lợi về chiều cao anh em. Đó, nhưng mà về chất lượng thì được rất là nhiều anh em sử dụng yêu thích. Đó, về cái độ mượt nha anh em. Thì trong cái phân khúc xe Hyundai tải mà chính hãng á thì chiều thích nhất là dòng Hyundai này anh em. Đó, từ 3,5 tấn đổ xuống, 3,5 tấn, 2,5 tấn và 1,5 tấn thì chiều nhất thích nhất là Hyundai. Thì hiện tại Hyundai trong tháng 6 này đang được khuyến mãi 13 triệu anh em. Đó, con này thì bên Triều lấy về chuẩn bị đi đóng thùng cho khách hàng. Thì khách hàng á đóng cái thùng tiêu chuẩn anh em, thùng bạc tiêu chuẩn. Thì hiện tại giá của xe Hyundai số loại 75S này, thùng bạc tiêu chuẩn thì giá của nó là 735 triệu xe thùng chưa giấy tờ. Lăn bánh vào tỉnh nào thì còn tùy thuộc vào độ gần xa về của anh em, nên là anh em cứ kết bạn Zalo Hải Triều sẽ báo giá. Về thiết kế phần cabin thì con này thì đầu tròn anh em. Đó, con này thì nó có hai màu, màu trắng màu xanh thôi, nhưng mà khách hàng lấy màu xanh nên chị sẽ lấy màu xanh cho khách hàng. Logo Hyundai nè anh em, đó, cái chữ Hyundai nè. Dưới này là đèn halogen, đèn xi nhan, này là đèn cản, mũ cản hay bằng mũ đó anh em. Thiết kế thì cái dòng Hyundai này rất là nhiều anh em thích, tại vì anh em đã chạy nhiều rồi. Trong phân khúc xe tải mà chính hãng là 3,5 tấn đến 1,5 tấn đến 3,5 tấn thì Hyundai này chắc là ông vua rồi anh em, chạy như xe du lịch rất là êm. Đó, rất là êm mà còn khỏe nữa. Hệ thống gương thì nó sẽ có một gương phẳng như thế này anh em. Đó, tay gương là bắt trên cửa nha anh em, giúp mình quan sát về phần đuôi xe. Đó, con này là New Mighty 75S anh em. Thì như con này mà anh em làm thì anh em mua trước khoảng cho bên Triều là khoảng trăm. Con này thì anh em đưa trước khoảng là tầm 150 anh em, tầm 150 là có thể nhận xe. Làm ngân hàng anh em là hồ sơ đẹp thì có khoảng một ngày có thông báo. Đó, thì xe thì bên Triều đang có và lấy về sẽ đi đóng số, đóng thùng cho anh em. Và đóng thùng xong thì cũng sẽ đi bấm số nha anh em. Đó, con này thì sử dụng là lớp DRC. Đây, lớp DRC 76. Đó. Đây anh em, này là khung chassis của xe thì những cái dòng xe tải chính hãng hầu như là phải anh em làm ra thông báo ngân hàng rồi bắt đầu đặt xe và đi đóng thùng nha anh em. Đóng thùng thì mất khoảng cỡ 10 ngày, 10 đến 15 ngày. Đó, còn tùy thuộc vào cái thùng anh em đóng, thì nói chung là đóng thùng thì sẽ theo yêu cầu anh em thôi. Anh em là muốn đóng thùng option thì có thùng option nha anh em. Đó, con này thì nó có 3 loại thùng, thùng lẫn, thùng bạc và thùng kín. Còn anh em đóng thích đóng thùng option như thế nào thì anh em cứ liên hệ cho Hải Triều. Đây là đầu xe, hộp số này anh em, rất là lớn luôn. Đó, hộp số xe rất là lớn. Khung chassis nè. Đó, con này là khung chassis anh em. Anh em rất là dày nè anh em, thấy không? Đó. Con này thì sử dụng hai bình ắc quy anh em, hộp độ nghề của siêu xe. Bình nhiên liệu bằng kim loại. Thì anh em nào mà muốn mua xe lăn bánh tỉnh nào thì anh em đăng ký ở kênh YouTube của Hải Triều về để Hải Triều báo giá cho anh em nha. Đây, con này thì cầu xe khá là lớn luôn anh em. Thì về phần cầu xe anh em thì cầu xe rất là lớn luôn. Đó, ở đây thì nó sẽ có là phục giảm chấn, hệ thống cân bằng nha anh em. Đó, con này thì sử dụng là nhíp 2 tầng anh em thấy không? Ở đây là mình Hải Triều sẽ quay đó như vậy là dễ cho anh em dễ nhìn và biết cái phần khung gầm và chassis. Con này thì 6 bánh bằng nhau anh em. Ở nên nó có một bánh sơ cua nè. Em thấy không? Anh em nhìn như vậy là anh em có thể nhìn tổng quan hết con xe. Thì con này thì khách hàng đóng thùng tiêu chuẩn anh em, nhưng mà sẽ phát sinh thêm là ốp lường bằng inox, biên thùng
khóa tôm, bản lề bằng inox nha anh em. Thì cái đó là gọi là đóng kiểu gọi là tiết kiệm đó anh em. Để tại vì những cái phần mà biên thùng với lại cái phần bản lề với phần bản lề á thì nó dễ bị gỉ xét anh em. Đó nên là mình sẽ đóng những cái phần đó bằng inox 304. Đó sẽ đảm bảo anh em hơn. Và đây là cái đèn sau. Đó. Thì chuẩn bị con này chuẩn bị đi đóng thùng rồi anh em. Thì hôm nay nhân dịp chuẩn bị đóng thùng thì chiều tranh thủ về phát là chiều quay cho anh em xem liền à. Đó, để cho anh em nào mà đang muốn mua á thì anh em được biết đó là bên chiều đang có xe và có xe sẵn luôn anh em. Anh em nào mà làm ngân hàng thì mất khoảng là 2 ngày nha anh em là có thông báo. Đó, còn anh em nào mà mua tiền mặt thì lên chồng tiền và đặt xe thì đóng thùng khoảng mất 10 ngày đến 15 ngày anh em. Đó, con này thì sử dụng là ghế nỉ 3 chỗ ngồi anh em. Ghế nỉ bọc da nè. Đó, viền là bằng da, viền là viền da, ở giữa là nỉ. Chân là trần da luôn nha anh em. Đó, chân là trần da. Hộp số thì 5 tiếng một lùi anh em. Đây. Hộp số 5 tiếng một lùi. Đó, con này thì có máy lạnh nè, radio theo xe luôn. Đó. Đây, máy lạnh, nút khẩn cấp và đây là mấy cái nút giả. Sau này cho anh em nào mà độ chế còi hơi đó, anh em mình tích cho nó. Đó, con này thì cũng có một cái mùi lửa nè. Vô lăng thì vô lăng hai cháu anh em. Thì con này thì đây là đồng hồ km nè. Có 3 người và Philippines thì chỉ có 2 người. Đây, cái đồng hồ là đồng hồ km, đồng hồ vòng tua, đồng hồ nhiên liệu, đồng hồ nhiệt độ kết nước anh em. Đây anh em. Đó, và đây là mấy cái đồng hồ báo nè, đồng hồ báo Odo nè anh em. Đó, thì con này thì anh em đưa trước bên chiều khoảng tầm 150 anh em. 150 là nhận xe rồi. Thủ tục thì chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là độc thân anh em ạ. À. Còn phần còn lại thì chiều sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó. Thì con này thì chiều cũng xin báo giá lại. Con này thì nếu mà anh em lấy cái thùng bạc tiêu chuẩn á thì giá nó sẽ là 735 triệu xe thùng bạc chưa giấy tờ anh em. Khuyến mãi đang có khuyến mãi là 13 triệu cho anh em nha. Đó, 13 triệu trong tháng 6 này anh em. Anh em nào mà đi ngang qua thì hãy đăng ký và ủng hộ cho Hải Chiều. Thì Chiều cũng xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.